Xin chào mọi người Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên Cách đây hơn 2 năm á, Thì ông anh của em Trong một lần sổ những cái dê lan giả hạt Mà do bà con đi bóc rừng Ở khu vực rừng Chương Mò Rai Của tỉnh Con Tum mang về được đó mọi người Thì có may mắn phát hiện ra Được một cái dê lan giả hạt Cho mặt, một cái mặt hoa rất là lạ mọi người Và cái mặt hoa này Thì người ta gọi là mặt hoa hồng nhá và cái khu vực rừng cho Moray thì phải nói là cái khu vực rừng này thì nó thường cho ra rất nhiều mặt hoa đẹp nhưng mà thường thường là hay thấy là những cái bông năm cánh trắng thôi mọi người thì đợt này thì tự nhiên lại may mắn lại sổ ra được một cái bông dạ à, hạt lại là kiểu giả hạt hồng à, cái bông màu sắc nó rất đặc biệt luôn và à, mà ảnh trồng và chăm sóc cho tới nay á, thì hiện tại thì mọi người có thể thấy là cái kết quả là được một số cây ở trên à, hai cái mét em đặt đây nhé mọi người thì hôm nay thì em sẽ quay clip lên để giới thiệu với mọi người về cái mặt hoa đặc biệt à, một cái bông giả dạ hạt hồng đến từ khu vực rừng cho Moray của tỉnh con Tum này và nếu bác nào có nhu cầu chúng ta muốn sưu tầm giống á, thì mọi người có thể liên hệ với em thì hôm nay thì chia sẻ cho mọi người với những cái mức giá à, khá là dễ chịu để mọi người có thể là, là sưu tầm làm giống thôi nhé mọi người rồi và à, phải chờ mọi người biết không phải chờ cái khoảng thời gian từ lúc sổ tới giờ là hơn hai năm thì mới có được những cái cây như vậy mọi người. Đó, cái chậu thì nó chậu mẹ thì nó phát triển rất lớn rồi nhưng mà thường thường cái cây này nó dễ dễ cho ra hoa thôi chứ nó không cho cây Đó, và và đầu tiên thì em mời các bác, các anh chị cùng với em chúng ta cùng nhau ngắm cái mặt hoa rất là đặc biệt của cái bông dạ hạt hồng đến từ rừng chu của anh tâm này nhé mọi người. À, mọi người đầu tiên mọi người thể thấy là thứ nhất là cây cho kiểu năm cánh này không phải năm cánh trắng nhé mọi người cây hồng thì năm cánh nó sẽ là năm cánh hồng và đặc biệt là cái cây này cái cánh nó bay rất là đẹp ha khỏe nhìn khỏe khoắn lắm và đặc biệt là cái kiểu cánh bóng sáp cùng với đó là cái đôi mắt hồng rất là gọn nha gọn và sạch chia đều làm hai bên hai hướng của phần lưỡi à, trên cái nền lưỡi nó là lưỡi kiểu dạng trái tim cũng rất là đẹp à, viền lưỡi thì kiểu lông 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 kiểu tiết tiết lông lông mọi người rồi tất cả những cái đặc điểm về phần lưỡi tuyết trái tim cả kết hợp cả mắt và cánh hồng thì nó tạo nên cái điểm đặc biệt đặc sắc của cái cây này giúp nó là không đụng hàng với bất cứ cái bông hồng nào khác mọi người nha à, thì đó các bác chị có thể thấy và à, cái bông này á, thì tới bây giờ thì cây vẫn chưa được đặt tên mọi người nhé, chưa được đặt tên thì cái này thì các bác anh chị về chúng ta có thể là sưu tầm giống hoặc tự đặt tên cũng được. À. À, là cây chưa được đặt tên mọi người nhé. À, nên nhưng mà các bác chị lưu ý á, là ví dụ mà mọi người hỏi hỏi nguồn gốc ở đâu thì thì nó là một cái cây giả hạt hồng đến từ rừng Chư Mơ của tỉnh Kon Tum nhé mọi người. đó sau này các bác chị sưu tầm giống về anh em bạn bè có hỏi thì chúng ta lưu ý cái nguồn gốc để chúng ta giới thiệu cho mọi người cùng biết mọi người nha. rồi À, đó đó là về phần hoa và phần à, những cái clip lúc hoa nữa hôm nay thì em đang có một số cái kỳ đây để chia sẻ cho mọi người về trồng chăm sóc làm giống trong vườn nhà nói chung là em chia với cái mức giá để mọi người làm giống rồi mọi người chứ không phải là mức giá để làm giá cao rồi gì đâu <laughs> rồi hôm nay thì em đang có ba loại nha à, thứ nhất là cái loại à, giá hai trăm rưỡi một kỳ đây mọi người có thể thấy là nó có tầm chục kỳ mọi người nha đây hai trăm rưỡi kỳ nha kỳ, kỳ, kỳ Kỳ, kỳ, kỳ Kỳ, đó, rồi 250 k à, tầm chục kỳ à, Thứ hai Là cái loài nó nhỏ, nhỏ hơn tí Thì tính 200 000 một kỳ thôi mọi người Đang còn một kỳ, 2 kỳ, 3 kỳ à, Rồi, 200 000 kỳ thôi Rồi, và tiếp theo nữa Là Em đang có một cây lớn nhất Đây, khi này rất là bự mọi người kia, đây kỳ 52 nha, và rất là dài Thằng này phải dài mười mấy sen Mọi người có thể thấy là cái đặc điểm của cái cây rừng chu mô ray Lá mạnh mảnh và dài ha. Bác nào hãy sưu tầm và hát rừng chưa mô ray sẽ thấy cái kiểu kiểu thân lá đặc trưng của này. Rồi và cái cái dê này thì nó khá là lớn so với những cái dê kia nên giá cao hơn tí là 350 mọi người nha. Dành cho bác nào anh chị chúng ta muốn mua sưu tầm cái dê lớn và chúng ta chơi trồng chăm sóc nó nhanh lớn thì mọi người có thể là, là nghiên cứu mua cái cái cây này. Rồi, cái cái cây này thì giá là 350 mọi người nha đó hôm nay thì em có một số cây đây thì để chia sẻ cho mọi người một cái giống lan mới một cái bông hồng chưa được đặt tên đến từ khu vực rừng Trương Moray chứ ranh danh của con tum rồi xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở các clip về những cái bông giả dạ hạt hoặc là những cái cây kiếm độc lạ tiếp theo ở kênh lan rừng hàng độc sơ rái bắc tây nguyên các bác anh chị À, lưu ý á, là mọi người giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nha Phí vận chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu thì Mọi người mua thì mọi người thanh toán tiền lan cộng tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được Và được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận mọi người nha Rồi đây báo giá lại lần nữa Rồi đây là 250 một kg. À, Loại đây là 250.000 một kg Loại đây là 200.000 một kg Và cái dè à, này là 350.000 nha mọi người Có một dè lớn nhất à. Rồi xin chào và hẹn gặp lại Mọi người nhớ nhấn nút à, đăng ký và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ các clip tiếp theo ở trên kênh lan rừng hàng độc sơ rái bắc tây nguyên mọi người nha em là đại xin chào mọi người ạ à.